ra để giúp mình ha. Thì các bạn search trên YouTube á, thì cái thanh tìm kiếm các bạn tìm Help VKT Vlog và các bạn tìm và bấm đăng ký giúp mình nha. Đăng ký giúp mình ủng hộ cho mình lên 1.000 lượt đăng ký nha các bạn. Đăng ký xong các bạn bấm vào cái quả chuông mới được tính nha. Đó, rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, đây, đăng ký ủng hộ Help VKT. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nha, nhớ nha, đăng ký giùm Help nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức cái video thôi. Hello, hello everybody, welcome to Help VKT. Thì tình hình là giờ game gọng đồ mới up hôm nay là ngày mai mấy anh qua mấy anh săn mấy anh lấy game thâu gm của mình dữ quá. Ê, đang suy nghĩ là chắc giếm hết mấy cái game gm một thời gian quá cho mấy anh tự bung tự xỏ đi. Đấy, hôm nay up một cái game cùi ha. Để suy nghĩ trong thời gian tìm game thì suy nghĩ có nên coi coi nên up game free thâu nó không chứ mấy anh qua lấy về up kiếm tiền cho mấy anh dữ quá, chơi mấy anh lớn mà mấy anh làm biếng không. Ok, bây giờ hướng dẫn các bạn đăng ký ha. Bấm vào đây. Chọn một cái trình duyệt nào bất kỳ đi. Ok, nó ra một cái trang nè ha. Đây là đầu tiên là các bạn bấm tài khoản. Đó. Sau đó thì chúng ta bấm cái mật khẩu. Tiếp tục là mật khẩu. Rồi ở đây là chúng ta bấm một cái Gmail bất kỳ ha. Ok, đăng ký được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta vào game lại ha. Bản này là bản mới nhất nha các bạn. Bản này là cái bản để nhớ coi. Cái bản gì quên tên bà nữa rồi. Ừ, Dương Gia Môn ha. Phải MB của mình hết rồi nên nó mát lắc nha các bạn. Bạn thông cảm, anh em nào có chơi thì phải em bi thử coi nó đỡ hơn không. Đây bản Dương Gia Môn ha. Đâu rồi, môn lời đâu rồi, đây đó, Dương Gia Môn nha. Đó, chúng ta chơi nhân vật nam đi, hôm nay đổi qua chơi nhân vật nam đây. Nhân vật nam phải Dương Gia Môn lời à, môn lời là à, cái mê à, mê cái gì thì cái đó. Ok, tình trạng đạo game dữ quá, lười úp game phi thông quá. Game phi thâu đã nay hiếm rồi còn gặp mấy anh qua làm đạo tặc đạo chích dữ quá. Game này nó có một cái duy nhất điểm gì đó. Ok đó, vô không được đúng không? Đó, đặt tên tiếng Việt là không bao giờ được vậy á, mà chúng ta đặt tên tiếng Trung Quốc thì nó được nha. Đó. Rồi tiếng Trung Quốc ở đâu thì các bạn tự đi tìm đi ha, có thể copy ở đâu đó bất kỳ ha, cái tiếng Trung Quốc miễn là chữ nào chuyện chữ Trung Quốc là được hết ha. Game thâu gm này thì nó cũng cài cú sắp mặt lờ nha các bạn. Đó, đầu tiên là level 1 VIP 12 ha. Đó. Vâng, chúng ta sẽ không thâu được cái level đâu ha. Nên các bạn đừng có mừng khi mà nghe thâu thâu này thâu kia ha.
Không báo cho anh em trước để anh em nói sao mà game không có free hold gì hết. Ok. Chỉ là làm nhiệm vụ là nó lên cấp thôi ha. Đó. Chứ ngoài ra là không có thâu cái gì đâu. Còn phi thâu thì nó chỉ thâu được kim nguyên bảo và một số thứ quà VIP này nọ thôi ha. Úp con này là bảo đảm chắc không có anh nào lấy đâu ha. Mai là chúng ta sẽ về game tiếng Việt ha. Ok, mai là chúng ta sẽ về một tựa game tiếng Việt. Nếu vui thì sẽ up tiếp một game thâu nữa ha. Còn thấy buồn thì sẽ để cho mấy anh đó tự đi tìm game thâu đi. Hơi bết rồi. Ok đó, đẹp trai rồi đó. Trời ơi, đẹp trai mà mê lồn ở lộn bông lời. Thiệt vậy quá. Gì vậy? À, đánh nộ đó, nộ nộ nhiều khi thiết nghĩ tại sao cây kiếm này đã nhét vô đây được ha. Dắp mày đánh trước luôn á con. Dắp mày vậy mà mày còn thua nữa. Đậu phộng. Trời ơi, ghê quá. Trong tình hình dịch Corona là các bạn đừng có như hằng đó ha. Trời ơi, đồ của người ta mà liếm liếm đi gốm. Số tiền chúng ta hành tẩu giang hồ ha. Đó, game rất là lắc nha các bạn. Đậu phụ cưng. Game cho những thứ mà tào lao xíu bứng không không có xài được, hoặc là có xài mà nó không không có ý nghĩa. Rồi ở đây đang nhập ngày nè ha, đồng hành nè đó, lễ bao này nọ, rất là nhiều thứ nha các bạn. À, đá hồn đồ này nọ ha. Rồi đây là cái gì vậy, không biết, bỏ qua. Bạn làm nhiệm vụ thì nó sẽ lên cấp rất 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 là nhanh nha. Cha nó mấy cái này mặc mua không có được xuống. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn thâu ha. Rồi, các bạn phay IP chơi cho nó mượn nha các bạn. Còn đây là mình không phay IP nè, binh lúc đỏ lúc không, binh có khi lúc xuống không luôn. Ok, đây là cái giao diện thâu nè ha. Mình để mình dịch lại cho các bạn dễ nhìn. Đây. Đây là cái gà mã GME ha. Rồi cái GME thì mình sẽ để ở bên web ha. Rồi ở đây thì đây bỏ ra cho các bạn thấy. Đây, ID nhân vật ha. Nhân vật thì các bạn vào đây lấy IP 10486855 10486855. Rồi, này là vệ sinh ba lô là xóa hết nha. Đừng có mà giải dột. Rồi ở đây là chúng ta nạp kim nguyên bảo ha. Đây là cái số kim nguyên bảo. Đây. Nạp vô nè, giờ nhìn lại nè, để nhiều ông nói tôi điêu. 2 4 6 7. Ok, bấm rồi coi vô không nè. Gì vậy? À, nhiều quá rồi. 1, 2, ok. Nạp lại nè. Đó, phải dùng xua nè. Đó. Ngon lành cành đào. Đó, lên VIP 27 nha. Phê không? Phê không? Quá phê. Đây là max VIP là 30 nha các bạn. Ok.
Ok, giờ sẽ làm một lần nữa ha. Chủ yếu là lấy kinh nghiệm VIP thôi chứ cũng không có gì ngon lành lắm. Rồi, are you sure nữa ha. Ok, sure mà không thấy vô. Rồi, vô rồi nè. Đó. Rồi, lên VIP 30 luôn ha. Ngon rồi đó. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tham khảo qua là những gói VIP 30 là có gì ha. Đó. 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 Ok, ok, ok. Bảy em muốn xin bơm qua bơm bay là đã. Đó, có dôi, có tê giác, có này, có kia tùm lum ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lên mình mua hết mấy gói này nha. Ok, mua về. Chúng ta mua tới hồi nãy chúng ta được VIP 12 đúng không? Giờ chúng ta mua tới gói VIP 13 thôi. Rồi lắc. Các bạn pay IP để chơi mượt hơn nha. Mình thì pay IP hôm nay mình hết hạn rồi. Rồi ok. Thứ cần thâu, những thứ cần mua thì chúng ta đã mua rồi ha. Rồi, chúng ta mở rương nè, đó. Chỉ mở đây hết rồi, còn nhiều lắm mà. Đây còn quá trời trong này nữa nè. Rất là nhiều gói ha. Đó, tha hồ mà các bạn bây giờ cái gì vậy? Chỉ tiếc là chúng ta không hiểu được cái tiếng nữa ha. Nhưng mà nhiều bạn nếu mà chơi bản Việt Nam rồi thì cái này cũng đâu có quan trọng lắm đâu. Này là mở ra nhận được chuẩn bị SS hay cái gì vậy? Ô, đồng hành nữa kìa. Ngon, ngon, ngon. Ô, cái này được nè, cái rương này được nè, mở ra được hên xui rất nhiều thứ nè các bạn. Đù. Đồng hành, đồng hành, đồng hành 3S. Phải không? À, level 50 mới mở ra được hả? Đậu phụ không có. Rồi ok, để chạy nhiệm vụ một chút nữa coi. Rồi ở đây mình cũng lười quá. Nên cho các bạn xem mấy cái gì đấy, cái gói gì đấy. À, cái gương độ. Đây là rương đồng hành ha. Đây. Này đồng hành phải không ta? Đây là rương đồng hành, rương đồ. Đây là đồng hành nha. Đó. Sẽ không mở được nha. Ok, ok, ok. Rồi có đồng hành mới hả? Đục, đồng hành mới nè các bạn. Con gì vậy? Đó, chúng ta có đồng hành nè ha. Đó, rương trong đó rất là nhiều. Ok, độ. Rồi bây giờ mình
50 mới được mở. Đậu phụ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái shop. Đây shop bán chủ yếu là ba cái cái danh vọng bên này kia, cái danh vọng điểm gì ngân sức ha. Đó. Thời trang này nọ, đâu rồi, để mua bộ đeo cho các bạn xem cái. Đây là cái phi phong ha. Đây là thuốc cưỡi, ok. Danh hiệu này nọ, rồi kit đồng hành, rồi tùm lum đây nè. Còn các bạn hay nói là Kim Nguyên Bảo trong này không xài được gì đúng không? Đây nè, Kim Nguyên Bảo đây nè. Đó, Kim Nguyên Bảo vẫn xài được nha các bạn. Vẫn mua đồ được bình thường nha. Đó. Rồi ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thâu thêm một số thứ nữa. Đâu rồi, đây. Ở đây chúng ta có quà VIP, quà đây. Nạp nhân dân tệ nè, một quà ca gì nè, điểm tuần, điểm tháng nè. Rồi quà nhận trở lại tùm lum nè, thử rồi. Đó, cái kẹo gì VIP 29. Ok, thử rồi. Lớn da đầu cho ăn kẹo vậy đây. Rồi cái kẹo đâu rồi? Không thấy cái kẹo nữa ta, mất bà nó rồi. Đậu phụ cái kẹo đó mất tiêu rồi. Rồi thì con game cùi ha. Anh em nào muốn chơi thì chơi, không thì thôi ha. Tại vì như lúc đầu mình có nói đó là game phi thì ít đã ít lắm rồi, mà gặp thêm mấy thành phần bất hảo nữa nên thôi tạm thời hôm nay chúng ta không chơi game thâu nữa ha. Chúng ta chơi con này đỡ đi, mai rồi chúng ta lại về tiếp ha, xem tình hình ra sao. Thấy hơi buồn mấy bạn đó quá, lớn hết rồi. Đó, đẹp trai đẹp gái ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Đây cái link thâu nè, đó, đẹp không? Không thâu gì nhiều hết. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Server vắng lắm, FireB chơi phà phà ha. Gần như là không có ai server này luôn. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.